Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thanh Minh, sinh năm 1977, ngụ xã Lăng Minh, huyện Xuân Lộc, để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Chiều tối ngày 25 tháng 5, khi thấy chị DTLN, sinh năm 1988, ngụ tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường song hành ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp. Minh điều khiển xe từ phía sau lên, áp sát, giật sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 15 triệu đồng, rồi nhanh chân tẩu thoát nhận được tin báo của bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc xác định minh là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ